Định coi chùa nữa hả mấy ba? Mọi người có thấy cái gì trên màn hình chưa? 73% là những người chưa đăng ký cái kênh của tôi đó. Mọi người coi chùa dữ lắm luôn á. Nhưng mà không sao, mọi người xem video của tôi là tôi vui lắm rồi. Và ai mà yêu quý tôi thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo từ kênh của Dũng Cường Gaming nha mọi người. Giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok mọi người, thì tôi bất ngờ đang chơi vòng vòng ở trong Kingbit, đi mò mò tìm hiểu thử, tự nhiên spawn ra con Odin luôn rồi mọi người. Samurai gì ở đây nè, mạnh vãi teo luôn. Bà mẹ nó trâu, đánh không nổi luôn. Cả đống người mà nó quơ sắp mặt. Nó quơ muốn sắp mặt luôn mọi người. Tôi được một bạn cho trái Hornet nha mọi người. Mạnh vãi teo. Trái này có đốt nữa, khỏe. May có hồi máu nè, nó mạnh lắm luôn á. Con này nó mạnh vãi tèo. Odin hay con gì, Samurai gì cả, nó quơ kìa. Đầu xanh. Nó quơ muốn xanh cỏ luôn vậy. Đang hồi máu tích cực. Nó quơ đau quá. Trái rồng vô đây giờ yếu lắm mọi người. Rồi. Trái. Nó mạnh quá. Nó mình chết toàn. Cà tôi sắp chết rồi. Chạy sao. Rồi xong luôn. Ha mạnh mây sẽ vào qua đây rồi. Con này sao nó mạnh dữ vậy. Không biết đánh ra được gì không. Chắc được thanh kiếm quá. Bà mẹ nó mạnh. Ra đi nữa rồi. Rồi, tôi không thấy luôn. Ừ, nãy giờ quên bật Haki. Mày. Ơi, nó té, nó rớt xuống hay gì á. Đâu rồi. Lát quá, 1000 mấy rồi. Rồi. Nó còn thiếu máu à. Yeah, wow. Cho hy sinh luôn chứ sao giờ. Ráng gây đam thôi. Ok, nó sắp chết rồi. Nó đang bị đốt. Mày. Tôi qua sao kiểu không được luôn mà. Yếu quá. Không phải trái này yếu mà màng yếu. Màng yếu vậy. Này nỉ được gì đâu. Được có 5 game. Mà bị nó đập bầm dập. Ui nó mạnh không mà không được gì hết ta. Chắc tôi hơi xui rồi không được thanh kiếm nè. Nếu mà hên thì sẽ được thanh kiếm đó. Rồi. Và đánh con Odin này tôi tưởng nó ra rớt ra cây kiếm rồi. Nhưng mà chắc tôi xui rồi không rớt ra được cây kiếm rồi. Chắc cũng có thể là rớt ra cây Tusita như ở trong Blockwood nè. Hay là cây Yama, cây Enma ở trong Blockwood. Tôi nghĩ là vậy. Còn nó mạnh quá. Một mình đánh sao nổi. Vãi tèo đánh đâu vãi luôn. Không chịu nổi luôn. Nó quơ 12-3 cái là chết ngắt rồi. Cái game này nó làm nó boost ảo quá. Nó boost mấy cái con này nó ảo quá. Game này giờ chỉ có là cái skill nó đẹp, cái hiệu ứng nó đẹp thôi. Chứ còn mà cái cách đánh hay là cách PvP, cách tiêu diệt boss thì nó không có được hay cho lắm nữa. Nó sao sao á. Nên là tôi vẫn thích Blockwood hơn. Nhưng mà vậy là cũng được rồi. Vì tự game này đại diện cho người Đông Nam Á chúng ta mà. Của một người Thái Lan làm mà. Nên là chúng ta phải tự hào vì điều đó rồi. Nên là vẫn ủng hộ người Đông Nam Á. Rồi. Thì video chắc chỉ tới đây thôi mọi người. Thì tôi tính quay lại cái cảnh mà tôi đánh cái con Odin đúng không. Tại vì tôi chưa gặp lần nào mà gặp xong rồi thấy nó mạnh vãi tèo luôn. Đỡ mấy nổi. Nó quơ cái muốn nhập viện luôn vậy. Còn đây là trái Phonix. Bạn kia cho tôi ha. Có sword không? Kìa đánh ra cái kiếm này ba. Vãi tèo tôi xui kìa. Đánh không ra luôn. Ui hên vậy. Ui cái kiếm kìa. Tôi kẹ xài cái này đấy. Ngồi nghỉ game thì không chơi nữa. Đầu tâm nó thui.
Rồi, và ai mà thích cái video này thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy comment ở bên dưới video cho tôi biết là mọi người đã gặp con boss này và đánh con boss này ra được thanh kiếm như mọi người chưa. Còn tôi thì chưa có thanh kiếm này nên tôi không biết. Rồi, thanh kiếm này rất là mạnh ha. Nhìn rất là mạnh luôn đó, chắc cũng thuộc dạng là legendary hay là gì rồi. Rồi, và tôi xin kết thúc video này tại đây. Tôi là Dũng Bugin. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào. Ok mọi người, thì đánh Odin xong thì nó sẽ rớt ra một thanh kiếm nè. Và tôi xui quá, ai cũng có hết, có mình tôi không có à. Cây vãi tèo luôn. Rồi nên giờ phải cái nhờ cây này là em có từ lâu rồi. Đâu, cây này mới đánh rồi đúng không? Cái này tính ra là em có từ lúc nào rồi. Mà bây giờ đánh tiếp thì lại ra tiếp. À, nó đánh nào vậy? Mà sao con đó nó mạnh vãi tèo vậy? Ừ mới mạnh. Nãy tôi cầm trái vườn hoàng vô vậy mới đấm tao đồ xanh luôn, thở không nổi luôn. Rồi đâu xem ơi. Sẽ kêu Z coi. Đâu rồi tắt Ali chứ. Grill rồi đấy không có kêu được hả? Thì như grill là không được. Bây giờ sao? Sao? Kích, kích mày ra. Ok, kích. Ok, kích. Kích rồi, kích rồi. Ok, đi rồi đúng không? Ừ. Rồi giờ mắt đam nè, 4000 mấy nè, chiêu Z này không haki, tắt haki đi, tắt haki, bật haki nó có bút không, tắt haki nha. Rồi 7884 đam. Rồi bật haki Z nè. Tám phẩy sáu bảy nghìn nam. Rồi tiếp tục. Rồi lên từ từ đợi phun máu đi rồi mày quơ chiêu ít thử coi xem bao nhiêu đam, tí anh tính sau. Rồi quơ chiêu ít lại nha, một hai ba. Ok, ít haki. 1,24k đam, như x 10 lần hay sao, x 10 lần hay sao. Ui, đau. Rồi, giờ combo thử coi bao nhiêu nha. Giết ít nha, từ từ mấy, đậu xanh. Rồi, giờ combo nha. Ui, đậu xanh. Còn xíu máu nhé. Được. Cây kiếm này được. Rồi, cây kiếm này như thế là mọi người, kiếm này là kiếm Epic đúng không? Epic. Ồ, mạnh phết mày. Kiếm này đau quá. Ừ, thốn vãi tèo. Rồi, kết thúc video nha mọi người. Hẹn hò, bye bye.